Sách Công vụ các sứ đồ Đoạn 16 Phao-lô đến thành Đạt Bơ và Lít Trơ. Tại đó có một môn đồ tên là Timothy, con trai của một nữ tín hữu người Do Thái và cha là người Hy Lạp. Anh em ở Lít Trơ và Iconi đều làm chứng tốt về Timothy. Phao-lô muốn đem Timothy theo nên ông làm lễ cắt bì cho anh vì những người Do Thái ở các nơi ấy đều biết cha anh là người Hy Lạp. Khi đi qua các thành, họ cũng dặn các tín hữu phải giữ các quy định của các sứ đồ và trưởng lão ở Jerusalem đã lập ra. Vì thế, các hội thánh được vững mạnh trong đức tin và số tín hữu cứ gia tăng mỗi ngày. Họ đi qua khắp miền Phirigi và Galati vì Đức Thánh Linh ngăn trở họ truyền đạo tại Asia. Khi đến gần Mysia, họ cố gắng vào xứ Bithyni, nhưng thánh linh của Đức Chúa Giêsu không cho phép, nên họ đi ngang qua Mysia và xuống Trô Ách. Ban đêm, Phaolô thấy một khải tượng, có một người Macedonia đứng trước mặt mình nài xin rằng: "Xin ông qua Macedonia cứu giúp chúng tôi." Khi Phaolô thấy khải tượng đó, lập tức chúng tôi tìm cách qua Macedonia vì kết luận rằng Đức Chúa Trời kêu gọi chúng tôi rao truyền tin lành ở đó. Vậy từ trô ách, chúng tôi đáp tàu thẳng đến đảo Samotrasơ, hôm sau đến Neapoli. Từ nơi đó, chúng tôi đến Philip, thành đầu tiên của tỉnh Macedonia thuộc địa Roma. Chúng tôi lưu lại đó vài ngày. Vào ngày Sa-bát, chúng tôi ra ngoài cổng thành gần bờ sông là nơi chúng tôi tin rằng người ta họp lại để cầu nguyện. Chúng tôi ngồi xuống và giảng cho các phụ nữ đang tụ họp ở đó. Có một phụ nữ lắng nghe chúng tôi, tên là Lydi, quê ở thành Thiatira, chuyên bán vải sắc tía, là người thờ kính Đức Chúa Trời. Chúa mở lòng Lydi, khiến bà chú ý đến lời Paulo nói. Sau khi cùng nhận bắp tem với người nhà mình rồi, ly đi mời chúng tôi. Nếu các ông xét tôi là trung thành với Chúa, xin hãy vào, ở lại nhà tôi. Rồi bà ép mời chúng tôi vào. Một hôm, chúng tôi đang đi đến chỗ cầu nguyện, thì gặp một đầy tớ gái bị quỷ phi tôn nhập vào và làm lợi nhiều cho chủ qua việc bói toán. Cô ta đi theo Phaolô và chúng tôi, la lớn những người này là đầy tớ của Đức Chúa Trời chí cao, rao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi. Cô cứ làm như vậy trong nhiều ngày, khiến Phaolô rất bực mình nên quay lại nói với quỷ rằng: Ta nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ ra lệnh cho mày phải ra khỏi người này. Ngay giờ đó, quỷ liền ra khỏi. Nhưng khi các chủ nàng thấy chẳng còn hy vọng kiếm lợi được nữa liền bắt Paulo và Sila, kéo đến quảng trường, nộp cho nhà cầm quyền. Khi dẫn đến trước các quan tòa, họ tố cáo: "Những người này là người Do Thái gây rối loạn thành phố chúng ta, dạy dỗ các phong tục mà chúng ta không thể chấp nhận hay thực hành, vì chúng ta là người Roma." Đoàn dân cũng nổi lên chống hai ông. Các quan tòa ra lệnh xé áo và đánh đòn hai ông. Sau khi đánh đòn, họ tống giam hai ông và dặn viên cai ngục phải canh giữ nghiêm nhặt. Được lệnh ấy, viên cai ngục giam hai ông vào ngục tối và cùng chân lại. Khoảng nửa đêm, Phaolô và Sila đang cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời. Các tù nhân đều lắng nghe. Thình lình, có cơn động đất rất lớn, đến nỗi các nền ngục rúng động. Lập tức, tất cả các cửa mở tung, xiềng của các tù nhân đều rớt ra cả. viên cai ngục thức dậy thấy các cửa nhà giam đều mở toang, tưởng các tù nhân đã trốn hết nên rút gươm định tự sát. nhưng Phao-lô kêu lớn lên: chớ làm hại mình, chúng tôi đều còn cả đây. viên cai ngục gọi lấy đèn và chạy nhanh vào trong ngục, run rẩy quỳ dưới chân Phao-lô và Sila. Rồi ông đưa hai người ra ngoài và hỏi, Thưa các ngài, tôi phải làm gì để được cứu? Hai ông trả lời, Hãy tin Chúa là Đức Chúa Giêsu thì ông và cả gia đình ông sẽ được cứu. Hai sứ đồ truyền đạo Chúa cho ông và tất cả những người ở trong nhà ông nữa. Trong đêm ấy, vào 9 giờ đó, viên cai ngục đem hai ông ra rửa các vết thương rồi lập tức ông và cả gia đình đều nhận bắp viên cai ngục mời hai ông lên nhà mình và dọn tiệc thết đãi ông và cả gia đình rất vui mừng vì đã tin đức chúa trời đến sáng các quan tòa sai cảnh vệ nói với viên cai ngục hãy trả tự do cho các người ấy vậy viên cai ngục bảo phao lô các quan tòa đã ra lệnh cho tôi trả tự do cho các ông vì thế hãy ra và đi bình an. Nhưng Phaolô nói với họ, chúng tôi là công dân Roma. Thế mà khi chưa định tội, họ đã đánh đòn chúng tôi giữa công chúng rồi tống giam vào ngục. Bây giờ, họ lại lén lút thả chúng tôi sao? Không thể được. Họ phải đích thân đến đây để thả chúng tôi. Các quan tòa nghe cảnh vệ trình lại các lời ấy thì sợ hãi vì biết hai ông là công dân Roma. Vậy, họ đến xin lỗi rồi đưa hai ông ra và yêu cầu rời khỏi thành. Khi ra khỏi tù, hai sứ đồ vào nhà Ly đi, thăm viếng, khích lệ anh chị em, rồi lên đường. Hà ba cúc chương 1 Đây là sứ điệp mà nhà tiên tri Hà ba cúc nhận được qua khải tượng thắc mắc của Habacuc về sự bất công. Lạy Đức Jehovah, con kêu cứu mà ngài không lắng nghe, con kêu van với ngài vì sự bạo ngược mà ngài không giải cứu cho đến chừng nào? Sao Chúa khiến con thấy sự bất công? Sao ngài cứ lặng nhìn cảnh ngang trái? Trước mặt con là cảnh tàn phá và bạo ngược, sự tranh chấp và cãi vã xảy ra khắp nơi, vì thế luật pháp không còn hiệu lực. Công lý chẳng bao giờ được thực thi, kẻ hung ác bao vây người công chính, nên công lý bị sai lệch. Đức Giê-hô-va trả lời cho Hamacuc: Hãy nhìn vào các nước và để ý xem, hãy kinh ngạc và sững sờ, vì ta sắp làm một việc trong thời các con, dù có ai thuật lại, các con cũng chẳng tin. Này, ta khiến người canh đê nổi lên chúng là một dân dữ tợn hung hăng tiến quân vào những miền đất rộng mênh mông để chiếm những chỗ ở không thuộc về mình chúng thật đáng khiếp sợ và đáng kinh hãi chúng tự đặt luật lệ cho mình và tự tôn tự đại ngựa chiến của chúng nhanh nhẹn hơn loài báo và hung tợn hơn muông sói ban đêm kỵ binh chúng phi nước đại đến từ phương xa chúng phóng nhanh như đại bàng lao xuống mắt mồi tất cả bọn chúng kéo đến cách hung bạo, chúng tiến nhanh như vũ bão và dồn tù binh lại như cát. Chúng khinh miệt các vua và chế nhạo các thủ lĩnh. Chúng chê cười mọi thành trì kiên cố và đắp lũy bao vây rồi chiếm lấy thành. Bấy giờ chúng ào tới và đùa đi như cùng phong. Chúng phạm tội trọng vì xem sức mạnh mình là thần thánh. Habacuc lại thắc mắc. Lạy Jehovah Đức Chúa Trời, là đấng thánh của con, chẳng phải Ngài có từ đời đời vô cùng sao? Vậy, chúng con sẽ không chết. Lạy Đức Jehovah, Ngài đã chỉ định dân ấy thực thi sự phán xét. Lạy Chúa là vầng đá, Ngài đã lập chúng để trừng phạt. Mắt Chúa quá thánh sạch, chẳng thể nhìn điều ác, không thể nhìn xem điều sai trái. Sao Ngài lại nhìn những kẻ làm điều gian trá? Sao Ngài lại nín lặng? khi kẻ gian ác nuốt người công chính hơn nó. Ngài khiến loài người như loài cá biển và như loài côn trùng không người cai quản. Kẻ thù thả câu bắt lấy tất cả, chúng quăng trài kéo họ lên và gom hết vào trong lưới của mình. Thế là chúng vui mừng thích thú. Do đó, chúng dâng sinh tế cho trài và đốt hương cho lưới, vì nhờ trài lưới mà chúng được phần ăn béo bở và có lương thực dồi dào. Lẽ nào chúng cứ rũ sạch trài mình để không ngừng giết chóc các dân chẳng chút xót thương? Hàm Ba Cúc, chương 2 Tôi sẽ đứng nơi vọng canh, chôn chân nơi thành lũy, chăm chú nhìn xem ngài bảo tôi điều gì và tôi sẽ có câu trả lời thế nào cho thắc mắc của tôi. Đức Giê-hô-va lại trả lời cho Habakkuk. Đức Giê-hô-va trả lời và bảo tôi, hãy chép lấy khải tượng và ghi nó rõ ràng trên một tấm bảng để người đang chạy có thể đọc được, vì khải tượng còn phải chờ đến đúng thời điểm ứng nghiệm. Nó nhanh chóng tiến đến chỗ kết thúc, không lừa dối đâu. Nếu nó chậm trễ, hãy chờ đợi, vì nó chắc chắn sẽ đến, không chỉ hoãn. Hãy xem, kẻ kiêu căng không có tâm hồn ngay thẳng nhưng người công chính sẽ sống bởi đức tin mình thật hắn bị rượu lừa dối hắn kiêu ngạo và không hề yên nghỉ lòng ham muốn của hắn mở rộng như âm phủ như sự chết hắn không bao giờ no chán hắn tập trung mọi nước và quy tụ muôn dân về cho mình tai ương cho kẻ ác thế nhưng chẳng phải tất cả các dân tộc ấy ví von châm biếm và dùng câu đố bí ẩn mà chế nhạo hắn sao họ nói hốn cho kẻ gom góp của cải chẳng thuộc về mình hắn cứ thu góp cho mình của cải cầm cố cho đến chừng nào chẳng phải các con nợ của ngươi sẽ thình lình nổi lên họ sẽ trỗi dậy và khiến ngươi run rẩy sao ngươi sẽ trở thành chiến lợi phẩm cho họ vì ngươi đã cướp bóc nhiều nước nên tất cả những kẻ sống sót của các dân sẽ cướp bóc ngươi vì ngươi đã làm đổ máu người và vì sự bạo ngược ngươi đã làm cho đất, cho thành phố và cho tất cả dân cư trong đó. Khốn cho kẻ thu lợi bất nghĩa cho nhà mình để lót ổ mình trên nơi cao, mong thoát khỏi bàn tay kẻ ác. Kế hoạch tiêu diệt nhiều dân tộc của ngươi chỉ đem lại sỉ nhục cho nhà của ngươi và làm hại chính mình. Vì đá trong tường sẽ kêu lên và đòn tay trên mái nhà sẽ đáp lại. Khốn cho kẻ lấy máu xây thành và lấy sự gian ác dựng phố. Kể, chẳng phải là do Đức Giê-hô-va vạn quân mà các dân làm việc cực nhọc để làm mồi cho lửa và các nước nhọc nhằn cho sự hư không hay sao? Vì sự nhận biết vinh quang Đức Giê-hô-va sẽ đầy dãy khắp đất như nước phủ đầy biển khốn cho kẻ chúc rượu cho người lân cận mình, dốc đổ chén độc hại cho đến khi họ say khướt để ngắm nhìn sự lõa lồ của họ. Ngươi sẽ no đầy sự sỉ nhục thay vì vinh quang. Chính ngươi hãy uống đi và để lộ sự chưa chịu cắt bì. Chén của Đức giê va cầm trong tay phải sẽ đến phiên trao cho ngươi và sự sỉ nhục sẽ thay thế vinh quang ngươi vì sự bạo ngược ngươi làm cho Li Ban sẽ phủ lấp ngươi và việc ngươi tàn hại các loài thú làm cho ngươi kinh hãi vì ngươi đã làm đổ máu người và vì sự bạo ngược ngươi đã làm cho đất, cho thành phố và cho tất cả dân cư trong đó. Tượng chạm mà thợ đã chạm trổ ra có ích gì chăng? Tượng đúc là thầy giả dối, sao người thợ làm tượng cấm ấy lại tin cậy nơi việc mình làm ra. Khốn cho kẻ nói với gỗ rằng hãy thức dậy và nói với đá câm rằng hãy trỗi dậy. Nó có dậy dỗ được chăng? Này, nó được bọc vàng và bạc nhưng chẳng có một chút hơi thở trong nó. Nhưng Đức Diêu va ngự trong đền thánh ngài. Trước mặt ngài, mọi người trên đất, hãy lặng thinh. Habacuc, chương 3 Lời cầu nguyện của Habacuc. Lời cầu nguyện của nhà tiên tri Habacuc theo thể thi ca. Lạy Đức Giê-hô-va, con đã nghe danh tiếng Ngài nên con kính sợ Ngài. Lạy Đức Giê-hô-va, giữa năm tháng vần xoay, xin Chúa phục hưng công việc Ngài và tỏ cho mọi người biết trong cơn giận xin Chúa nhớ xót thương. Đức Chúa trời đến từ Thê Man, đấng thánh đến từ núi Phà Ran, Vinh quang Ngài bao phủ các tầng trời, lời ca ngợi Ngài vang vọng khắp đất. Sự trói dạng của Ngài như ánh sáng, những tia sáng ra từ tay Ngài, đó là nơi ẩn giấu quyền năng Ngài. Ôn dịch đi trước Ngài, tai họa theo sát bước chân Ngài. Ngài đứng, làm rung chuyển quả đất. Ngài nhìn, làm cho các dân tộc run rẩy, các núi vạn cổ đều tan nát, các đồi nghìn thu đều sụp xuống. Đường lối ngài vẫn giống như xưa. Còn thấy các lều của Kusan bị hoạn nạn, các màn trại của đất Madian lung lay. Lạy Đức Giê-hô-va, phải chăng ngài nổi giận với các sông? Phải chăng cơn thịnh nộ ngài nghịch với các suối? Có phải sự giận dữ ngài nổi lên ngịch với biển khi ngài cưỡi ngựa với chiến xa để giải cứu trăng cung ngài đã lấy ra khỏi bao lời thề cùng các bộ tộc là chắc chắn ngài rẽ đất ra làm cho sông tuôn chảy các núi thấy ngài đều sợ hãi các dòng nước chảy xiết cứ cuồn cuộn chảy vực sâu gào thét và dơ tay lên cao mặt trời mặt trăng đứng yên tại chỗ vì sự trói sáng của những mũi tên ngài và tia chớp của ngọn giáo ngài chiếu ra trong cơn giận chúa tuần hành trên đất trong cơn thịnh nộ ngài giày đạp các dân chúa đi ra để giải cứu dân ngài để giải cứu người được sức giàu của ngài ngài đánh trọng thương đầu kẻ ác phá tan nhà nó phơi trần từ nền đến cổ ngài lấy giáo nó đâm đầu lính chiến nó chúng kéo đến như dông bão để làm tôi tan tác chúng hà hê khi ăn nuốt kẻ khốn cùng trong nơi ẩn trốn ngài cưỡi ngựa đi trên biển trên các dòng nước lớn đang sôi bọt nghe những điều này toàn thân con run rẩy môi con run cầm cập xương con như sắp mục nát và bước chân con lảo đảo con phải nín lặng để chờ ngày hoạn nạn là ngày có dân đến tấn công chúng con. Tin cậy và vui mừng giữa người cảnh. Cho dù cây vả sẽ không nứt lọc nữa, vườn nho ngưng ra trái, cây ô liu bị thất mùa, ruộng đồng không sinh sản lương thực, bầy chiên bị dứt khỏi giàn và không có bầy bò trong chuồng nữa. Con vẫn vui mừng trong Đức giê Con vẫn hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi con. Chúa Giê-hô-va là sức mạnh của con, Ngài làm cho chân con giống như chân hươu, giúp con bước đi trên các đỉnh cao. Viết cho người điều khiển dàn nhạc đàn dây. Châm ngôn chương 15 Lời đáp êm dịu làm nguôi cơn giận, còn lời sẵn sớm trêu cơn thịnh nộ lưỡi người khôn ngoan tô điểm tri thức nhưng miệng kẻ ngu dại chỉ tuôn ra sự điên rồ mắt của đức giêsu va ở khắp mọi nơi xem xét kẻ gian ác và người lương thiện lưỡi hiền lành là cây sự sống nhưng lưỡi gian tà làm tan nát tâm linh kẻ ngu dại khinh lời khuyên dạy của cha mình còn ai nghe lời của trách trở nên khôn khéo nhà của người công chính có nhiều báu vật nhưng hoa lợi của kẻ ác chỉ đem rối loạn đến cho họ. Môi người khôn ngoan giải ra sự tri thức, còn lòng kẻ ngu dại chẳng được như thế. Đức Giê-hô-va ghê tởm sinh tế của kẻ ác, nhưng Ngài vui thích lời cầu nguyện của người ngay thẳng. Đức Giê-hô-va ghê tởm đường lối kẻ ác, nhưng Ngài yêu mến người đeo đuổi sự công chính. Hình phạt nặng nề dành cho kẻ bỏ đường ngay thẳng. Còn kẻ ghét lời của trách sẽ phải chết mất. Âm phủ và trốn hủy diệt còn phơi bày trước mặt Đức Giê-hô-va, huống chi là lòng dạ của con người. Kẻ nhạo báng không thích bị của trách, hắn không muốn đến với người khôn ngoan. Lòng vui mừng làm cho vẻ mặt hân hoan, nhưng lòng buồn bã khiến tâm trí nao sờn lòng người hiểu biết tìm kiếm tri thức, còn miệng kẻ ngu dại nuôi mình bằng sự điên rồ. Mọi ngày của kẻ bị hoạn nạn đều là xấu, nhưng lòng vui mừng dự yến tiệc luôn luôn. Thà có ít của mà kính sợ Đức Giê-hô-va còn hơn là có nhiều tài sản mà bối rối cặp theo. Thà một món rau mà yêu thương nhau còn hơn ăn bò mập béo mà ganh ghét cặp theo. Kẻ nhạy giận thường gây xung đột, nhưng người chậm giận làm yên cuộc tranh cãi. Con đường kẻ lười biếng như một hàng rào gai, còn nẻo người ngay thẳng được ban bằng. Con khôn ngoan làm vui lòng cha nó, nhưng đứa ngu dại khinh bỉ mẹ mình. Kẻ thiếu hiểu biết lấy sự điên dại làm vui, nhưng người khôn sáng cứ thẳng đường tiến bước thiếu bàn bạc, chương trình đành phải hỏng. Nhờ có nhiều cố vấn, kế hoạch sẽ thành công. Miệng khéo đáp khiến người vui vẻ, lời nói đúng lúc thật tốt đẹp biết bao. Con đường sự sống dẫn người khôn ngoan đi lên để tránh khỏi âm phủ ở dưới thấp. Đức Giê-hô-va đánh đổ nhà kẻ kiêu ngạo, nhưng Ngài giữ vững danh giới người quá buộc. Tư tưởng gian ác là điều ghê tởm đối với Đức Giê-hô-va, nhưng lời thanh sạch được đẹp lòng Ngài. Kẻ tham lợi phi nghĩa, gây rối rắm nhà mình, còn ai ghét của hối lộ sẽ được sống? Lòng người công chính suy nghĩ cách trả lời, nhưng miệng kẻ gian ác buông ra điều dữ. Đức Giê-hô-va ở xa kẻ ác, nhưng Ngài nghe lời cầu nguyện của người công chính ánh sáng của mắt khiến lòng vui vẻ tin tốt lành làm xương cốt cứng mạnh người nào lắng nghe lời của trách của sự sống sẽ được ở giữa những người khôn ngoan ai khước từ lời khuyên dạy là khinh bỉ linh hồn mình nhưng ai nghe lời của trách đạt được sự thông sáng sự kính sợ đức Yô Va dạy điều khôn ngoan và sự khiêm nhường đi trước sự tôn trọng